cùng Lê Phạm Thế Vũ. Thì ngày hôm nay mình xin được tiếp tục cái series là hack đất chống đẩy, hay còn gọi là bookshops trong tiếng Anh. Thì cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình là hack đất nhiều có tốt hay là không? Hack đất nhiều có tốt hay là không? Đó. Thì trước khi mà các bạn hỏi câu hỏi đó thì mình, trước khi mình trả lời thì mình sẽ hỏi ngược lại các bạn rằng các bạn đã hack đất đúng hay là chưa? Đó, cái này mới căng các bạn, cái này mới quan trọng. Hít đất nhiều thì ai cũng hít được. Chúng ta phải xác định được một điều là hít đất thì ai cũng hít được. Đó, mà quan trọng là có hít đẹp được hay không mới là một cái chuyện khác. Đó, hít đất có đẹp hay không mới là một cái chuyện khác các bạn. Cái khái niệm giữa cái từ được và cái từ đẹp nó khác nhau hoàn toàn một trời một vực các bạn. Đó, làm được và làm đẹp, được và đúng nó khác nhau. Đó, làm được và làm đúng nó khác nhau hoàn toàn các bạn. Thì hôm nãy cái video này mình cũng đã có quay rồi, mình cũng đã có trả lời rồi. Mà mình lỡ tay mình xóa mất các bạn. Mình lỡ tay mình xóa mất rồi. Sao giờ? Thì giờ làm lại chứ sao, đúng không? Nãy uổng công quay 10 phút, bằng 10 phút mình nói bằng hết tất cả các tâm huyết, tất cả các khả năng và các kinh nghiệm của mình. Đó, để mà mình trả lời cho cái việc là hít đất nhiều có tốt hay là không. Vậy mà lỡ xóa tay mất. Thôi giờ làm lại, hy vọng cái video này mình sẽ làm hay hơn, nói hay hơn. Đó, và sẽ ngắn hơn là cái video trước. Cái video trước là 10 phút luôn. Giờ ráng cắt ngắn lại còn 7 phút thôi. Đó, và nó ngắn gọn, xúc tích cho các bạn dễ hiểu. Và quan trọng là nó đem lại cái lợi ích, cái kiến thức và cái việc tập luyện thể dục thể thao cho các bạn. Đó. Thì cái việc hít đất đúng á, hít đất đúng là hít đất như hôm qua mình đã có chia sẻ rồi. Mình cũng đã có cái chỉ cách hít đất như thế nào cho nó đúng và nó đạt hiệu quả cao nhất. Nó đạt hiệu quả cao nhất là khi mà nó đạt được cái mục tiêu chúng ta đề ra, đúng không? Có hiệu quả cho cơ tay sau, cơ vai và cơ ngực của chúng ta một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Và nhìn nó đẹp nhất các bạn. Nhìn nó không chỉ có hiệu quả không, mà nó phải đem về cái sự thẩm mỹ. Nó phải có một cái sự nghệ thuật, cái sự thẩm mỹ đến với người xem. Chứ các bạn hít đất mà nhìn nó tục tiểu quá thì sao mà được, đúng không? Hít đất mà dòm phải chết mẹ giờ. Đi ngang nhìn dòm thì hít đất nó là một cái nghệ thuật các bạn. Tập luyện là một cái bộ nghệ thuật, không chỉ đem lại sức khỏe cho chúng ta mà chúng ta còn phải làm cái gì đó, nó tạo ra cái sự thẩm mỹ cho người xem bạn. Người ta xem, người ta thấy bạn hít đẹp, đúng không? Người ta mới có động lực đó, người ta tập luyện chứ. Bạn hít xấu quá, người ta thấy người ta không thấy thẩm mỹ, người ta không thấy đẹp. Đó, người ta không có tập được, người ta không hứng, người ta tập ra. Đó. Này thấy không? Trên đời này con người là người ta hướng về cái đẹp. Cái đẹp, đẹp là được, các bạn có nghe không? Đẹp là được. Mà được chưa chắc đã đẹp nha. Đẹp là được, nhưng mà được thì chưa chắc đã đẹp. Bây giờ các bạn thấy bình thường không? Đi ra đường, con trai thích gái đẹp, con gái thích trai đẹp, cái đó chuyện đương nhiên. Bây giờ các bạn thấy khi mà làm nghệ sĩ hay làm diễn viên á, bắt buộc các bạn phải đẹp trước rồi, bắt buộc các bạn phải đẹp rồi người ta mới tính tới cái tài năng của các bạn. Xấu là không có cửa nói chuyện, xấu là không có kiểu nghệ sĩ diễn viên hay cái gì nha, xấu là không được đó, phải đẹp đó. Ok, thì nó hít rất đúng. Cái quan trọng là cái cường độ hít của chúng ta như thế nào đó. Cái cường độ hít, cái biên độ nó có xuống hết tay hay là không, cái cách đặt vai như thế nào đó, cái form nó như thế nào, cái dáng nó như thế nào đó, và cách hít thở nó ra sao, nó có đem lại cái hiệu quả hay là không. Nên là đây chốt lại một điều là như thế này, chốt lại cái điều thứ nhất là hít đất nhiều không quan trọng bằng hít đất đúng. Hít đất nhiều không quan trọng bằng hít đất đúng. Chỉ cần một cái hít đất mà các bạn hít đất đúng và đẹp là nó sẽ hơn, nó có hiệu quả hơn gấp 10 lần 10 cái hít đất mà hít đất sai. Đó, nó ghê đó rồi. Rồi ok, và cái phần thứ hai là gì? Là khi mình đã đi, ví dụ như đã hít đất đẹp, đúng không? Đã hít đất đẹp rồi. Cái việc hít đất đẹp ở đây nha, là những bạn đang tập bộ môn calisthenics nha, là tập chuyên về body weight training, tập chuyên về tập luyện với trọng lượng cơ thể mà còn hít đất sai nữa là không được nha các bạn nha. Mà còn hít đất sai nữa là không được, là các bạn đang sỉ nhục cái bộ môn mà các bạn đang tập.
các bạn sử dụng cái bộ môn thể thao mà các bạn đang theo đuổi. Nó bị nên là bây giờ calisthenics mà đừng có nói chuyện với mình là không biết hít đất là gì. Hít đất sai đã là một cái sự sỉ nhục rồi, mà còn không hít đất được nữa là coi như là các bạn nghỉ tập đi là vừa, nghỉ tập calisthenics đi là vừa, khỏi cần tập, đúng không? Đó, phải xem lại chính bản thân mình, đúng không? Mình tập cái bộ môn đó, mình tập mình phải làm đúng làm đẹp để người ta thấy, người ta có động lực, người ta tập theo, đúng không? Mới phổ biến được cái bộ môn chứ không sao lên được. Cái vấn đề thứ hai đây là khi đã hít đất đúng, hít đất đẹp và hít đất được rồi thì hít đất nhiều nó sẽ có hiệu quả hay không, thì mình trả lời thẳng là nó sẽ tùy thuộc vào cái trình độ, cái level ở các bạn ở ngay cái mức đó như thế nào. Nó phụ thuộc vào cái sức mạnh, cái thể lực của các bạn trong lúc đó, nó có thích ứng được với lại là những cái bài tập đó nó hay là không. Ví dụ như các bạn mới tập đúng không, cái thể lực nền tảng và cái sức mạnh của các bạn chưa có thì bắt buộc các bạn phải tập hết đất nhiều để nó xây dựng và cái nền tảng là thể lực và sức mạnh cho cái phần thân trên và nhất là phần cơ tay của chúng ta đó. Đó thì đương nhiên ai cũng biết trong việc tập luyện thể dục thể thao hay trong những cái bộ môn nghệ thuật mà sử dụng đòi hỏi phải sử dụng thể lực thì cái bài tập cơ bản đầu tiên nhất cho cái phần thân trên đó chính là cái bài tập hít đất chống đẩy hay còn gọi là push ups đó, đúng không? Dân thể thao mà còn không mà nghe cái từ hít đất mà còn không biết thì thua đó. Đây gọi là dân thể thao mà không biết cái từ hít đất là thua. Người thường người ta cũng biết, ai cũng biết hít đất các bạn, ai cũng biết cái từ hít đất và ai cũng hít đất được, nhưng quan trọng có đẹp hay không là một chuyện khác, có đúng hay không là một chuyện khác đó nha. Đó thì khi mà các bạn ở ngay cái mức sơ khai ban đầu thì các bạn rất cần phải hít đất. Nó hít đất để xây dựng một cái sức mạnh và nền tảng cho cơ tay, cho thể lực, cho sức mạnh, cho cái phần thân trên. Mình nói chung bây giờ đó là cái bài tập hít đất, là cái bài tập basic và cơ bản nhất trong trong luyện tập thể dục thể thao nói chung và trong tập luyện bộ môn calisthenics bodyweight training nói riêng đó. Rồi và sau khi và cái các bạn hỏi mình là cái thời gian, cái quá trình bao lâu thì mà chúng ta mới nên chuyển sang những bài tập hít đất cao hơn, hoặc là chúng ta nên tập hít đất bao lâu á, cái quá trình bao lâu thì sẽ là đủ và được xem là mạnh rồi đó. Thì cái vấn đề mà hít đất được mà để xem là mạnh á thì nó tùy thuộc các bạn, nó cũng là tùy thuộc, không thể nào nói là 3 tháng hay 5 tháng là đã thuần thục được cái hít đất. Nó tùy thuộc vào chính cái sự cảm nhận cơ thể của các bạn. Khi mà các bạn đã hít đất mà các bạn cảm thấy mà nó đã nhẹ nhàng rồi, đúng không? Các bạn thấy khi mà các bạn hít đất mà nó không còn gây ra áp lực lên cơ của các bạn nhiều nữa, cơ các bạn nó không có phải mỏi mệt, nó không phải nhức mỏi, hay là khi mà các bạn thực hiện cái bài tập đó các bạn không phải tốn công sức nhiều nữa, các bạn cảm thấy nó quá dễ dàng rồi, các bạn cảm thấy nó quá dễ dàng, quá easy, các bạn hít được 50 cái một hiệp hay là 100 cái một hiệp, thì tới lúc đó mình bảo đảm là nó sẽ không còn hiệu quả cho cơ bắp của các bạn nữa. Nó không có đủ cái áp lực, nó không có đủ cái độ nặng để mà nó làm tổn thương cơ bắp các bạn, để mà nó gây áp lực cho cơ bắp của các bạn, hay là nó kích thích cho cơ bắp của các bạn phát triển nữa, đúng không? Tại vì khi mà cái việc đó chúng ta đã quen quá rồi, chúng ta đã làm nó, chúng ta đã thuần thục rồi thì là nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Chúng ta có tập thêm nhiều tới mức nào, có làm 1.500 cái, 2.000 cái cũng không còn hiệu quả nữa. 1.500 cái, 2.000 cái dĩ nhiên nó chỉ có hiệu quả là nó sẽ tăng cho các bạn cái sức bền để mà các bạn hít được đến cái thời điểm đó, chứ nó không có làm tăng thêm được cái sức mạnh cơ bắp, hay là nó cũng không thể nào tăng thêm được cái thể lực cho các bạn, nó cũng không thể nào tăng được cơ bắp của các bạn lên nữa nha. Tại vì nó đã quá dễ dàng, nó không gây kích thích cho cơ bắp được nữa nha. Ok đó, thì là như vậy. Nên là có những cái bạn mà mình thấy là tập mà hít đất được cứ một ngày cứ phải đè ra hít đất 2.000 cái, tuần sau phải lên được 3.000 cái, thì như vậy các bạn, nó sẽ làm mất thời gian của chúng ta, nó làm mất thời gian, tốn công sức của chúng ta. Thay vì 3.000 cái đó, các bạn nên kiếm những cái bài tập mà nó mang độ khó, độ nặng nhiều hơn đó, thì nó sẽ kích thích được cơ bắp của chúng ta nhiều hơn, thì cơ bắp chúng ta nó mới phát triển tốt được. Nó còn hít như vậy, nó chỉ tăng được cái sức chịu đựng để các bạn làm được đến 3.000 cái, chứ nó không thể tăng thêm sức mạnh cơ bắp cho các bạn được. Muốn tăng thêm sức mạnh cơ bắp, mình nhấn mạnh lại, muốn tăng thêm sức mạnh cơ bắp phải tăng cái độ nặng và cái độ khó của động tác lên, thì nó mới kích thích cho cơ bắp phát triển được, nó mới tạo áp lực để cơ bắp phát triển. Các bạn để ý,
phải có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được nha. Trong công việc cũng vậy các bạn, trong công việc phải có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được. Chứ nếu mà thoải mái quá là chúng ta sẽ làm biến các bạn, thoải mái quá là chúng ta sẽ dừng một chỗ, dừng hoài luôn hoặc có thể đi xuống luôn nếu mà làm biến không tập nữa nha. Nên là các bạn thấy vì sao để phát triển thì phải có cái sự đổi mới, phải có cái sự updating, phải có cái sự innovation nha, phải có cái innovation, phải có cái sự đổi mới, cập nhật, updating every single day bro. Phải thay đổi mỗi ngày này, không thể nào mà một bài tập mà dừng lại hoài được đó. Trong công việc, trong cuộc sống cũng vậy, để một cái đất nước đi lên thì đòi hỏi nền văn minh phải phát triển mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, trong từng giây từng phút luôn đó. Nên là chúng ta sẽ cầu tiến, các bạn tập luyện cũng vậy, tập luyện phải cầu tiến từng giây từng phút, như cầu tiến nhưng không cầu toàn nha các bạn, cầu tiến nhưng không cầu toàn. Cầu toàn là chúng ta đòi hỏi tất cả mọi việc đều phải hoàn hảo, mà chúng ta không thể nào vươn đến được cái sự hoàn hảo. Nên con người nào mà chỉ muốn đạt được cái sự hoàn hảo, con người đó rất là bảo thủ và rất là độc tài các bạn đó. Nên là chúng ta chỉ cầu tiến các bạn, cầu tiến nhưng không cầu toàn. Cầu tiến là cầu để cho các bạn thân chúng ta nó được tiến bộ hơn mỗi ngày, nó tiến bộ hơn trong từng giây phút một mà chúng ta đang sống và đang làm việc và trong tập luyện cũng vậy nha nha các bạn đó. Nên là khi mà mình chốt lại, tóm tắt lại ở đây nè, hết rất nhiều có tốt hay là không, dĩ nhiên là hết rất nhiều sẽ tốt cho những bạn mới tập khi mà sức mạnh cơ bắp chưa có, nhưng khi mà chúng ta đã cái cơ thể của chúng ta nó đã thích ứng được với cái bài tập đó rồi thì hết rất nhiều nó không còn hiệu quả nữa các bạn. Hết rất nhiều khi mà cơ bắp chúng ta nó đã đạt được cái mức độ về nền tảng sức mạnh của cơ bắp chuẩn với cái hết đất rồi, thì chúng ta phải nâng độ khó của cái bài tập lên. Có thể là hết đất khó hơn, hay là hết đất một tay, trồng chuối hết đất, hay là lunge hết đất, tùy vào các bạn. Hoặc là có thể tăng thêm độ nặng hết đất, hoặc là có thể để bạn gái lên lưng làm tạ để hết cũng được, không sao đó, thì tùy các bạn. Chứ không thể nào mà sức mạnh đã có rồi mà hết đất nhiều thì nó sẽ không có hiệu quả, nó sẽ làm mất thời gian các bạn hơn. Ok, video của mình đã dài, mình xin được kết thúc. Hy vọng video này sẽ bổ sung thêm cái phần kiến thức cho các bạn về việc tập luyện thể thao, về việc hết đất phần nào. Ok, bye bye các bạn.